Vâng, chào tất cả anh em vườn thú nhá. Ngày hôm nay nhà em lại vào rất là nhiều cái loại tinh mùi 135 là câu anh em câu chép này, câu rô phi. Hàng này là chính hãng 100% đấy, anh em cũng nhìn thấy đấy. Hàng này có dập lối cái chữ 135 dập lối trên nhá. Đấy. Để 135 dập lối chữ ở trên này, hàng fake là không có đâu nhá. Đấy, giá là 220.000 một hộp bằng chính hãng luôn. Đấy, có một cái mã vạch luôn. Đấy, có hướng dẫn sử dụng đây. Cái này châu cũng có mùi, có màu của nó là màu vàng sậm, có một vị mùi thơm hơi chua nha. Còn hướng dẫn sử dụng thì anh em cũng biết rồi đấy. Tí lệ 100 ml mồi, trộn với 80 ml nước. Đấy. Và trộn với 5 ml tinh mùi này thôi. Đấy, rất là dễ sử dụng. Đấy. Tí lệ nha, 100 ml của mồi này, mồi cám ấy vào 80 ml nước cộng với 5 ml tinh mùi 135. Đấy. Và trộn đều một câu đều và bóp mồi thành viên và câu thôi. Đấy. Sử dụng tất cả các loại như câu đài, câu đơn, câu năng C. Đấy, giá 220.000 anh em mua hàng alo số điện thoại trên màn hình nhá.